Con trai xuống ăn cơm không? Con trai ơi. Xuống hỏi như này. Rồi mời các bạn nha. Hiền xong chưa em? Em đang làm không về. À, chào các bạn. Hôm nay mùng mấy Tết rồi Hưng nhỉ? Mùng 6 hả? Anh em YouTube hồi tụ lên nhà Hưng chơi các bạn. Gồm có giọng ca đất thép. Hát hầu chứ. Nguyễn Văn Đông. Anh Đông từ Cử Tri mới lên các bạn nhá. Rồi em Diệu, cuộc sống nông dân nhỉ. Minh Thảo, du lịch cảnh đẹp khám phá. À, du lịch khám phá cảnh đẹp. Hưng dân giả Tây Nguyên và mình cuộc sống cao nguyên. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái loại bia mà mình thực sự là mình cũng chưa bao giờ mình uống các bạn ạ. Nhưng mà trước khi mình giới thiệu cái bia đó, cái lon nó như thế nào thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái mai nhá. Một cái mai Tết nhà Hưng rất là đẹp luôn, mình sẽ đi lên. Mình sẽ đi lên. Các bạn thấy không, trên đường đi đây này, lên kia là có cái mai. Thì có cái bàn kiểu như làm một lốp xe này các bạn này. Rất là đẹp luôn đúng không? Ngồi theo kiểu Hàn Quốc ấy. Đấy, camera. Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây mai cực đẹp luôn các bạn nhá. Đây là nhà Hưng khá là ok, khá là giàu luôn. Mình không dám so sánh gì về kinh tế hết. Nhưng mà nhà Hưng có một cái mai đẹp lắm. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bia Đức. Bia Đức mình chưa bao giờ mình được uống. Hôm nay Tết, mùng 6 Tết lên nhà Hưng mới được uống bia Đức các bạn ạ. Nhưng mà có cây mai đẹp không? Theo anh Đông Cửu Chi ấy, thì ở đây là anh bảo là mai gì nhỉ? Mai cúc. Đúng rồi, nên nó ra chùm nuôi các bạn này. Anh Đông bảo là đây là mai cúc các bạn nhé. Nở rực luôn đẹp không? Cái gì này, cái chậu đã đẹp rồi chứ đừng nói nhá. Nhà Hưng thì vợ buôn bán shop quần áo các bạn. Rất là nhiều luôn. Ở đây là đường Lê Hồng Phong, cuối đường Lê Hồng Phong. Đấy, trời ơi, đẹp chưa? Cây mai khá là đẹp luôn. Đẹp hết hồn nhỉ, cây mai đẹp lắm. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xuống để thưởng thức cái bia Đức và hương vị của bia Đức như thế nào các bạn nhé. Có lẽ là nhiều bạn đã uống bia Đức và rất là quen bia Đức rồi, nhưng mà đối với cuộc sống con nguyên là mình chưa bao giờ được uống bia Đức các bạn ạ. Và thứ hai nữa là mình xin lỗi các bạn nhé, trong quá trình Tết thì mình uống bia đá nhiều quá, chính vì vậy là giọng của mình bị khàn và bị viêm họng. Sáng nay mình đã phải uống thuốc rồi các bạn, sáng nay mình đã phải uống thuốc tây rồi. Nhưng hôm nay vui vẻ thì mình cũng sẽ làm thêm một hai lon nữa nhưng mà không có đã. Ở đây mình đang đi xuống. Đấy các bạn thấy cái lon chưa? Giống như lon nước ngọt phải không? Giống như lon nước yến rồi đấy. Đấy, đó là bia Đức đấy. Mình bây giờ mình ra mình rót ra xem hương vị nó như thế nào các bạn nhé. À đây các bạn. Ở đây bia Đức hả Hưng? Rồi, okay. À, xin lỗi các bạn nha, đây đúng không? Hiếu Hưng với Minh Thảo với Diệu nè, lời chúc sức khỏe đến Phan Phương Nam đó. Đây các bạn, rồi, món khó quẹt Hiền mới đưa ra này, Hiền đang nấu ăn. Hiền vợ Hưng đang nấu ăn đây. Rồi, okay. Và đây là cái lon bia Đức đây các bạn này, hôm nay mình đùa đấy, đây là lon nước ngọt thôi. Còn đây là cái lon bia Đức các bạn. Nhìn vào thì nó rất là hay đúng không bạn? Đó, nhìn vào thì nó như một cái lon nước yến nhỉ. Giống như nhưng mà hương vị thì mình cũng chưa biết uống như thế nào nhá. Uống ngon lắm à? Rồi. Hôm nay lên nhà Hưng, vợ chồng Hưng mới được uống bia Đức lần đầu tiên đây. Năm nay gần 40 tuổi rồi bây giờ mới được uống bia Đức đấy các bạn. Được đi Đức một lần đấy. Chưa bao giờ được đi Đức chứ. Mới nhập qua có năm nay, năm giàu lấy gì cho đã uống đúng không? Bọt thì chắc cũng giống như ba hoặc là kia là nhiều bọt. Bọt đùa vậy thôi chứ bọt là do mình cách gió thôi, nhưng mà mình thấy rất là vàng luôn nè. Vì là vàng giống như bò húc ấy. Nhưng mà cái hương vị để mình nếm nè. Em ăn bún thì ngồi này lấy bún nhá. Cái này là mình vẫn chưa uống cái để cái hương vị này. Nhưng mà mình mới bên ngoài mình nhìn cái lon rất là đẹp luôn. Và thơm các bạn ạ. Khi các bạn bỏ lên muối thì cái bia này rất là thơm. Nhưng mà trước khi mình uống ấy, mình sẽ giới thiệu cho các bạn món ăn ngày Tết này. Giò thủ, một món ăn không thể thiếu. Kho quẹt để lát nữa ăn với bầu luộc.
hay là kho quẹt. Này là lẩu lẩu bò à, em? Lẩu bò hả? Lẩu thịt bò à? Đây thịt bò. Sườn bò anh hầm lên. Đây là sườn bò. Chả bò đây các bạn. Mấy ngày Tết đây. Nhà hàng mà kêu món bầu luộc á. Là cái này nó hơi đắt á nhỉ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món bia Đức của bạn Hưng xem thế nào nhá, cái mùi vị như thế nào nhá. Nói chung là cái này cái dạng mà kho quẹt hiện sai. Rượu. Em uống bia Đức em thấy thế nào? Em còn thấy bò miệng ngọt và thơm. Thơm, anh Đông. Thấy thế nào? Nãy giờ lo nó chuyện uống ngon quá nuốt luôn quên lại làm. Thôi, rồi làm lại miếng nữa, làm lại miếng nữa nói cảm giác em xem nào. Và giống bia luôn. Nó phải hơn bia kia mà. Đúng rồi, đúng rồi. Còn Minh Thảo, bạn Minh Thảo thế nào? Chưa uống chưa? Chưa uống. Bạn Minh Thảo hôm nay hết lon. Ừ. Chắc chắn là rất là mát và rất là thơm phải không? Cái vị nó ngon hơn bia những cái bia khác. Bia này nó dẫn sang chất ở Việt Nam mà. Có siêu thị ở Anh thôi. Và bây giờ là hỏi chủ nhà. Tại vì chủ nhà chắc chắn là Tết này uống rất là nhiều về bia Đức này rồi. Bạn Hưng cho mọi người biết cái hương vị của bia Đức đi bạn Hưng. Nhiều khi nó đặt hàng bên đó phải giống phải em. Về cái ti nó bạn Hưng cho mọi người biết về cái hương vị bia Đức tại vì chắc chắn là bạn uống rất là nhiều rồi. Nó tầm khoảng 4,7. Mạnh vậy luôn hả? 4,7. Bia kia là nấm đậu. À, uống là rất là thơm mà nó có vị ngọt. Bia thường có 4 như bia Sài Gòn xanh là 4,3 phải không? Không. 4,7 g, 4,5 đến 5 chứ không cái nào 4,3. Cái này 4,7 nha. 4,7 nhưng mà là cao chứ. 3,3 là 4 thì nó rất là êm nhưng mà cũng hơi bị phê hả? Nhanh ấy. À vậy à. Mua về uống thêm 1 ly ăn căng đấy. Như vậy là bia ăn mặn đấy các bạn nhỉ. Hình như là bia 3,3 là có 3,3 thôi. Ở bà 3,3 là 3,9 chứ. 5,3. 5,3 hả? 5,3. Bia Sài Gòn xanh là 3,3 đúng không? 4 hết. Cái này ăn thôi mà. 4 hả? Rồi cái này thì để lát nữa mình sẽ đi lấy một lon bia Sài Gòn xanh. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức cái hương vị này xem. Em mời mấy anh em vô nha. Nặng bắt á. Sao không? Nó nằm ngay. Phải bằng cái độ đầu người nhái lặn xuống mười mấy mét mới mò được con ốc. Ừ. Nó cái từng trong rất là cao. Mình cảm giác này nó nhẹ nhá. Thơm hơn. Cái bia càng để đi. Bữa nào uống tức là uống càng uống hoài không biết gì hơn. Mình cảm giác như nó nhẹ nhẹ nhưng mà lại thơm hơn các bạn ạ, rất là thơm luôn. Cái bãi này. Cái bia này. Bia Đức này này, hay lắm. Cái này là wow, mình thử làm một lần nữa. Nguyên nhân hả? Đi Phú Yên xong rồi qua thơm. Nó nhẹ nhẹ. Cũng vì dòng gần giống như rượu cần phải tăng. Do là mình đang bị viêm họng nên mình không uống đá các bạn, nếu mà có cục đá nữa mát lắm. Rồi, bây giờ các bạn mời các bạn thưởng thức bia Đức và ăn Tết cùng với cho vợ cùng với nhóm YouTube anh em mình nhé tại nhà Hưng Vlog. Sáng nay. Đây mình sẽ thưởng thức này. Cái món bầu luộc chấm kho quẹt. Đấy nó hổng ra mất. Này. Tuyệt vời nha, bầu luộc chấm kho quẹt. Nghe. Đó, nước nhân chén. Mời các bạn ra đi biển sao làm được nhiều không? Mấy cái nít thôi. Làm được gặp được. Đây là giò thú này, một những món ăn không thể thiếu trong Tết cổ truyền Việt Nam ở đây. Giò này chắc Hưng đi mua phải không? Đi mua phải không? Ai héo. Đó biết ngay héo, mà. Héo hôm tới Tết làm mà còn không? Nhà về còn không? Còn chứ anh. Giò thú Hưng đặt ở siêu thị đấy bạn. À, anh muốn có quẹt cho em hả? Thôi để đấy đi, em đang có cơm. Rất là ngon. Nhưng mà nó không. Nhưng cái giò này lại còn ngọt nhá. Ngọt ngọt, có vị ngọt ngọt. Chắc chắn có bữa đường. Nghe em làm thì em không bỏ đường. Ngon quá. Âu mè. Bỏ thôi Hưng ơi, để ăn hết. Bên kia có món nào là ăn bên kia nha, bên này có món nào ăn bên này. Quẹt là làm bằng kim ba chỉ đó các bạn ạ. Không có chả đâu mà. Không có chả đâu mà. Ở đây ta nhiều món rồi. Chúc mừng Bi Đức. Rồi, chia đi. Nào? Chúc mừng hôm nay anh em được uống bia Đức nào. Vô cả nhà. 1 2 3. Vô. Mình giọng hôm nay giống như bia Đức đó các bạn ạ. Các bạn thông cảm nha. Rồi, ta hết cái nhỉ. Hết nha. Không hết à? Hết một chút xong lái về được. Nó hết một chút lỡ hôm nay có điểm đây xỉn sao lái. À. Phải còn nhiều tỉnh chứ. Cứ uống đây chút lái cho.
Hưng, sao nó nhẹ nhỉ? Mình cảm giác nó nhẹ ấy. Uống ngon rồi. Ngon. Nhẹ, rất là nhẹ luôn. Êm nhỉ. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Êm thơm. Thôi mình cũng xin kết thúc video này đây. Để anh em cùng trò chuyện nói chuyện. Các bạn yêu thích cuộc sống Ngọc Nguyên, nhớ ghé qua kênh Hai Lúa Nhà Quê. Hai Lúa Nhà Quê. Dạ, đóng đất Ép Sống Nam Dân. Ngọc Sống Nam Dân. Việt Nam. Và Dân Dạt Tây Nguyên. Các bạn nhớ đăng ký like, chia sẻ để giúp những anh em YouTube có thêm động lực làm nhiều video và đi nhiều và làm những cái gọi là giải trí cho các bạn nhé. Rất chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Bye bye.